Hôm nay chúng ta bàn về cái 10 điều lành ở trong đạo Phật. Thì chúng ta biết ở trong đạo Phật thì chủ yếu Đức Phật có dạy cái pháp gọi là Tam Thừa Giáo hay là Nhất Thừa Giáo. Nhất Thừa tức là chỉ cho Kinh Pháp Hoa, có nghĩa là tất cả những người theo Phật nghe Pháp thì tới cuối cùng thì chúng ta sẽ đều thành Phật hết, chứ không thành cái gì khác, cho nên ta gọi đây là Nhất Thừa. Nhưng mà đi theo Phật nghe Pháp mà cho tới thành Phật thì người ta có chia nó ra làm ba cái chặng đường. Ba cái chặng đường vì cái trình độ khác nhau và hoàn cảnh khác nhau, cho nên đi tu nhanh hay là chậm cũng khác nhau. Thì ở trong ba chặng đường đó ta gọi là Tam Thừa Giáo. Thì cái chặng đường thứ nhất này ta gọi là cái chặng đường mà của hàng Thinh Văn, ta gọi là Thinh Văn Thừa. Thinh Văn Thừa đó là cái người mới khởi tu từ ở trong cuộc đời mà nhận ra được cuộc đời này đau khổ, cho nên muốn từ bỏ cuộc đời này đi tìm một cái gì an lạc. Đó là cái chặng đường thứ nhất mà từ con người hướng tâm về đạo để chúng ta tu. Nhưng mà hạng người thứ hai thì lại có trình độ hiểu biết, có trình độ hiểu biết mà vì cái trình độ biết đó, cho nên chúng ta mới nhận thức được cái cuộc đời này thiệt ra là vui ít nhưng mà khổ nhiều. Sau cái vui thì nó lại có cái khổ, cho nên từ chỗ đó người ta cũng muốn tìm ra được cái nguyên nhân của khổ để chúng ta thoát khỏi cái khổ đó. Thì đây người ta gọi là cái duyên giác thừa. Cái thứ ba đó là những người vừa có hiểu biết tức là có trí tuệ mà có lòng thương người, muốn cưu mang, muốn giúp đỡ những người khác để ra khỏi sinh tử luân hồi, thì đây ta gọi đó là hạng Bồ Tát. Thì ở trong giáo pháp của Đức Phật là chỉ có ba hạng người: Thinh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Thì ở trong ba hạng người này là đều có cái mục tiêu thoát ly sinh tử. Đó là giáo pháp mà đưa ra khỏi sinh tử luân hồi, tức là Thinh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Cho nên trong Phật giáo chúng ta là chỉ có Tam Thừa Giáo thôi. Nhưng mà vì lòng từ bi của Đức Phật, cho nên những người mà cư sĩ tại gia, những người còn ở tại gia mà bây giờ đó có cái niềm tin ở Phật đạo, như cái trường hợp khởi đầu là cha mẹ của Gia Xá. Cho nên khi mà Gia Xá với 550 thanh niên khác đi tới Độc Quyển, thấy Đức Phật, tâm mình được an lạc, nhìn thấy các vị thánh A-la-hán thì điều phát tâm muốn tu để trở thành thánh. Cho nên những người này phát tâm tu, do đó mà họ đã chứng được sơ quả. Chứng sơ quả có nghĩa là họ hết buồn phiền và hết ham muốn trên cuộc đời. Thì khi mà gặp Phật thì khởi lên cái tâm như thế, tức là không ham muốn cái gì trên cuộc đời nữa, mà cũng không thấy cái gì để buồn phiền nữa, cho nên họ được giải thoát. Thì bây giờ cha mẹ của Gia Xá đi tìm con tới đây, nhìn thấy con của mình đã được hiện ra cái tướng giải thoát rồi, cho nên ông bà mới nghĩ rằng mình thì cũng có thể hưởng được một phần nào đó mà cái hương vị giải thoát của đạo Phật. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật mới dạy cho những người này, nếu mà giữ được năm giới cấm thì đời đời kiếp kiếp sanh ra
ở trong loài người chúng ta mà không sanh vào các loài khác. Tức là đời nào sanh ra cũng được làm người, nhưng mà giữ trọn năm giới cấm thì làm con người vẹn toàn. Còn nếu mà giữ được một phần của năm giới cấm đó, tức là giữ được tới phần nào nữa, thì mình hiện ra cái tướng phước báo tới chừng đó. Đây là cư sĩ tại gia, tức là tu năm giới đó. Cho nên cái người mà giữ được cái giới sát đó, thì đời đời sanh ra đó, họ không có ốm đau bệnh hoạn, họ không có gặp những cái tai nạn. Đó là cái trường hợp mà của cái người mà trọn cái giới sát đó. Sanh ra là chúng ta đó không gặp tai nạn và cũng không bệnh hoạn, tức là giữ trọn được một giới. Nhưng mà trong lúc đó, đó chúng ta giữ được nửa giới thôi, hoặc là một phần của giới, thì có thể sanh ra đó, chúng ta ít bệnh hoạn, ít tai nạn. Đó là do cái giữ giới của chúng ta. Thành ra một phần nhỏ của một giới thì chúng ta vẫn được cái đó. Còn cái người nào nếu mà phạm phải cái tội sát sanh nặng quá, nhiều quá, cho nên sanh ra ốm đau bệnh hoạn liên miên và luôn luôn gặp những cái tai nạn xảy ra cho mình, và có thể rơi vô trong tình trạng chết yểu nữa. Đây là trên cái bước đường tu nên Đức Phật dạy như vậy đó, cho nên mọi người nên đều theo đó giữ, theo giữ giới. Rồi đó, đến cái giới mà thứ tư, tức là Đức Phật nói là nó dối. Nó dối, nó lưỡi đôi chiều, nó thiêu dịch, nó hung ác. Cho nên nếu mà chúng ta nó phạm phải cái tội mà hung ác, nói lời hung ác, thì đời này sanh ra đó, chúng ta bị về cái khẩu nghiệp chúng ta. Tức là thường chúng ta bệnh về cái bệnh gọi là bệnh về răng miệng chúng ta nhiều hơn. Cho nên chúng ta bệnh răng miệng đau nhức và hôi dơ, cái này chúng ta khó tránh khỏi. Và cái lời nói của chúng ta đó, thì nó không rõ ràng, nó thô lỗ, nó cộc cằn mà mọi người nó không thích nghe. Đây là do cái lời nói thô ác của chúng ta nó mà sanh trên cuộc đời này. Thì bây giờ đó, nếu mà cái người nào mà không phạm phải cái giới nói dối này thì sanh ra trên cuộc đời họ có một cái giọng nói dễ nghe, và người khác nghe đó là dễ chấp nhận được. Đây là do cái phước của cái giới. Thì cái người mà giữ được cái giới trọn vẹn, hay là giữ được một phần của giới này, thì như vậy họ đã có một phần tốt. Nên sanh ra trên cuộc đời này chúng ta thấy nó không ai giống ai hết. Tốt thì nó cũng có cái tốt từ thấp lên cao, tức là từ một phần cho đến trọn vẹn. Xấu thì nó cũng có từ cái xấu mà thấp lên cao. Cho nên đây ta gọi là cực ác, hay là thượng phẩm ác, hay là hạ phẩm ác. Thì cái trường hợp này nó khác nhau. Mà thường ta hay chia ra làm chín bậc để chúng ta kiểm tra chúng ta biết. Thì đó là Đức Phật nói cho cha mẹ của Gia Xá, tức là 50 cậu thanh niên mà đi tu đó. Thì bây giờ đó, hai ông bà này mới phát tâm và thọ năm giới đầu tiên ở trong lịch sử. Thì đó là chúng ta mới có một cái đó, gọi là giới tại gia và năm giới cấm. Mà bảo rằng đó, năm giới cấm trong lúc đó thì lúc bây giờ đó, Đức Phật chỉ dạy có 4 chứ không dạy 5. Khi mà Gia Xá thọ là chỉ có 4 thôi, không có cái giới uống rượu, chưa thọ cái giới này. Cái giới này về sau nó có một ông U Bà Tắc do uống rượu mà mất trí khôn rồi phạm phải nhiều tội khác nữa, cho nên lúc bây giờ Đức Phật mới nói ra cái giới này. Chúng ta thấy là cái giới này mở ra ở trong đạo Phật, có được mở rộng ra cái xuất thế rồi, nhưng bây giờ mở rộng ra thêm cái nữa là không phải là đạo xuất thế nhưng mà tại gia, tức là trong xã hội. Chỗ này ta gọi là Phật giáo đi vào cuộc đời. Cho nên Phật giáo đi vào cuộc đời là bằng cái độ cho cái giới tại gia và xây dựng cái thế giới an lạc ngay trên nhân gian này trong loài người chúng ta.
Đây là cái bước ban đầu đó mà Đức Phật dạy. Ta bảo là đem đạo Phật đi vào cuộc đời đó, thì dạy cho những người ở trên cuộc đời. Về sau đó, thì cái khi mà Đức Phật thuyết pháp, thì Kiều Thi Ca, tức là ông vua ở cõi trời, ông vua ở trên cõi trời mới xuống nghe pháp. Nên trong đêm thanh vắng như vậy nữa, thì chư thiên ở trên trời mới xuống để nghe Đức Phật thuyết pháp. Thì khi mà chư thiên xuống, cái người đứng đầu ở trên cõi trời dục giới thứ ba, tức là Kiều Thi Ca. Kiều Thi Ca thì thường người ta coi như là Thượng Đế, Ngọc Hoàng, tức là người mà có thể cai quản ở trên trần gian này được về cái mặt vô hình. Thì khi mà cái ông này xuống để nghe Đức Phật thuyết pháp, thì bây giờ Đức Phật mới giảng cho 10 điều lành này. Tức Đức Phật nói 10 điều lành này là nói cho Kiều Thi Ca nghe. Thì Đức Phật mới nói rằng chính Kiều Thi Ca đó là nhờ tu 10 điều lành này ở trong những kiếp về trước, cho nên những kiếp này đó ông sanh ra được làm vua trên cõi trời, không phải làm vua nhân gian mà làm vua trên cõi trời. Nhưng mà bây giờ đó, cái phước của ông cũng sắp hết rồi đó. Cái phước của ông sắp hết rồi, cho nên đó, ông sẽ bị đọa xuống mà làm con bò mộng. Làm con bò mộng tức là con bò. Mà Ấn Độ lúc bây giờ đó là có cái đạo thờ bò đó là nhắm vô nè. Tại vì ông Thượng Đế mà đọa xuống là làm bò, cho nên đó, bên Ấn Độ giáo coi như bò đó là Thượng Đế, coi như bò là Thượng Đế. Cho nên khi mà sanh tiền đó, Thủ tướng Nehru mà khi đi công tác mà gặp con bò nằm giữa đường đó, thì ông cũng phải dừng xe lại chờ cho con bò này nó ngủ rồi nó thức dậy rồi nó đi đó, thì xe ông mới dám đi tiếp. Đây là cái ông thủ tướng mà. Chúng ta thấy cái này. Tại vì họ coi con bò đó là vua trời. Nhưng mà khi Đức Phật thuyết pháp cho Kiều Thi Ca nghe, thì nói nhờ tu 10 điều lành này mà ông được làm vua trời. Bây giờ nó vì do làm vua trời hưởng hết phước cho nên nó đọa xuống dưới trần gian làm con bò. Cho nên bây giờ Đức Phật nói là khi mà đọa xuống trần gian rồi đó, nếu mà ông nhớ trở lại 10 điều lành đó, ông nhớ 10 điều lành ở trong tâm ông đó, thì ông liền quá cái kiếp đó, ông sẽ sanh trở lên trời trở lại. Là tại vì cái phước có sẵn, cho nên nó tu nó dễ hơn. Ở đây tất cả các Phật tử chúng ta nên suy nghĩ cho mình. Cho nên ông Kiều Thi Ca nghe Đức Phật dạy như vậy đó, thì ông ta cứ lẩm nhẩm 10 điều này. Thân thì không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, khẩu thì không nói dối, không nói lời thiêu dệt, nó lưỡi đôi chiều, nó lợi ác, ý thì không tham lam, không giận tức và không si mê. Lẩm nhẩm nhớ mấy cái điều này. Mà khi mà lẩm nhẩm nhớ mấy cái điều này nữa, thì vừa trong lúc đó ông hết cái kiếp làm vua trên cõi trời nữa. Thì ông chết rồi cái ông đọa xuống, tức là ông sanh vô trong bụng con bò. Sanh trong bụng con bò thì ông sẽ làm bò thôi. Nhưng mà vì lẩm nhẩm những cái lời dạy của Đức Phật đó, cho nên lẩm nhẩm ngay ở trong cái khi chết, và lẩm nhẩm ngay ở trong lúc mà sanh, cho nên cái con bò đó nó vừa mang thai ông này đó. Thì trường hợp vì ông này ông lẩm nhẩm, ông tụng kinh ở trong bụng bò mà sao bò sống nổi, cho nên con bò đó nó sanh non đi. Thành ra ông chỉ ở trong bào thai trong khoảng thời gian rất ngắn, mà ông tu ở trong bào thai, tu thập thiện ở trong bào thai đó, thì
ông liền quá kiếp, ông sanh trở lại cõi trời. Cho nên nó trong một niệm tâm thôi. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên cái người mà biết tu thì họ tu rất đơn giản mà kết cái quả rất lớn. Còn cái người không biết tu đó thì chúng ta tu trầy trật mà chúng ta không được gì hết. Cho nên chúng ta thấy Kiều Thi Ca nó vừa mang thân bò mà chỉ trong một chốc mắt thì trở lại làm vua trời. Còn ở đây chúng ta tu hết cả đời mình mà chưa thấy được cái gì hết. Thì chỗ này quý vị có suy nghĩ. Cho nên ta gọi là tu nhất kiếp nhưng mà ngộ nhất thời. Tu thì lâu nhưng mà ngộ thì mau. Ta đang ngộ là nhờ cái gì? Tu hết cả kiếp mà không ngộ thì cũng coi như không. Coi như không tức là nấu cát không bao giờ thành cơm, mình biết rõ. Mài ngói không bao giờ làm gương, thành gương được. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tu cả kiếp mà không ngộ cũng coi như không. Còn ở trong cái lúc đó, người ta không tu nhưng mà chỉ một niệm tâm thôi. Một niệm tâm thôi mà người ta ngộ được đó, thì người ta liền thay đổi cuộc sống. Trên bước đường tu chúng ta nên nhớ thôi. Nhưng mà ngộ đây là ngộ cái gì và tại sao ngộ được? Cho nên chúng ta hiểu tại sao mà Kiều Thi Ca ngộ được. Vì cái thời gian tu ngắn như vậy. Còn tất cả mọi người chúng ta, tại sao chúng ta không ngộ? Ta học cẩn thận mà tại sao chúng ta không ngộ? Cho nên cái chỗ này để chúng ta mới thấy. Cái khi mà cái nhân duyên nó tới, nó chín mùi thì lúc này ngộ mới được. Còn cái nhân duyên chưa tới, chưa chín thì cái trường hợp này không thể ngộ được. Đây nó có mấy cái nguyên nhân để mà chúng ta ngộ được. Cái trường hợp đó, ngộ thứ nhất đó, là vì cái ông này đó đã là vua trời rồi. Cái ông này đã là vua trời rồi, đã tu thập thiện rồi, mà đã đắc được cái thập thiện này cho nên làm vua trời rồi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên bây giờ nó làm vua trời rồi, tuy là đọa, ta gọi là tiên mắt đọa đấy. Cái cốt cách là thần tiên nhưng mà mắt đọa. Mắt đọa nhưng mà cái cốt cách thần tiên vẫn còn chứ. Cho nên quý vị thấy cái này, cái cốt cách thần tiên ở bên trong vẫn còn. Cho nên cái ngộ của chúng ta đó, thầy nói nó giống như là bây giờ đó, một người trí thức, tên là một nhà bác học. Nhưng mà cái khi sa cơ thất thế đó, họ rơi vô trong hoàn cảnh đó, họ làm nông dân, họ làm công nhân, hay là thậm chí họ làm ăn mày đi nữa. Tức là đọa, đọa tức là một người bác học, một nhà trí thức, một người mà giàu sang thực sự đó, mà rớt xuống đó, trong cái hoàn cảnh đó. Rớt trong hoàn cảnh đó. Nhưng mà cái cốt cách ở bên trong nó vẫn còn. Cái trí tuệ bên trong vẫn còn. Khoác ra bên ngoài là chiếc áo ăn mày, nhưng mà cái đầu bên trong nó vẫn là nhà bác học. Đây chúng ta thấy. Cho nên Đức Phật từ bỏ cái ngôi vị thái tử mà đi làm vị sa môn, tức ăn mày. Cái áo bên ngoài là ăn mày, nhưng mà cái chân linh bên trong đó thì đâu phải mà. Cái vị trí thực của Ngài, cái trí tuệ của Ngài và cái phước đức của Ngài đó là chuyển luân thánh vương. Cái chuyển luân thánh vương nhưng mà khoác ở bên ngoài chiếc áo ăn mày. Cho nên chúng ta hiểu như vậy. Cho nên cái trí tuệ bên trong là Phật, cái trí tuệ bên trong là Bồ Tát, cái trí tuệ bên trong là Thánh Tăng, cái trí tuệ bên trong là chuyển luân thánh vương hay là đế thích. Cái này cái bên trong nó quan trọng. Cho nên khi mà ngộ ra, nhận ra được là nhận ra được cái của mình. Tại vì Đức Phật dạy thập thiện cho vua Đế Thích nghe, có nghĩa là ông này đã từng tu rồi, cho nên bây giờ Đức Phật chỉ nhắc thôi,
nhắc cái thì ông này liền ngộ. Ngộ tức là nhận ra được. Nhận ra được tức là nhận rõ nó. Còn chúng ta nữa, chúng ta học đó, là chúng ta chỉ mới ở ngoài cái phần văn tự thôi. Ngoài cái phần văn tự thôi. Cho nên chúng ta chỉ có phân tích cái vấn đề văn tự thôi, để hiểu cái nghĩa văn tự thôi. Nhưng mà từ cái chỗ hiểu nghĩa rồi nó đi vào trong cái vấn đề thực tập, thực tập và chứng ngộ thì chuyện này khác. Còn cái người mà đã chứng ngộ rồi, đã thực tập rồi, nhưng bây giờ đó quên, ở trong hoàn cảnh khác cho mình quên. Dù có một người nào đó nhắc lại thì tất cả những cái hồi tiền kiếp này ta nhớ được hết. Đây là trên những bước đường tu. Cho nên tôi đó, cái khi mà đi vô chùa tu, cho nên đi vô chùa tu đó, thì lúc bây giờ chỉ có một tuần lễ đó, thì tất cả những cái kinh điển mà ở trong chùa tụng này là tôi tự thuộc lòng hết. Cho nên tôi chưa học nhưng tôi đã thuộc. Quý vị nghĩ sao? Tại vì đời trước tôi đã tụng rồi, đời trước tôi đã thuộc rồi, cho nên nó sanh trên cuộc đời này quên đi. Nhưng bây giờ ngộ tức là nhận ra, nhìn thấy chùa, nhìn thấy tượng Phật, nhìn thấy kinh á, thì liền mình nhớ trở lại cái việc trước của mình. Cho nên cái này tự thuộc. Cho nên năm đệ đăng nghiêm thì cái trường hợp đó phần nhiều nữa là mấy thầy đi tu đó, nó là khó thuộc không? Nhưng mà trong một tuần lễ ở chùa thì tôi đã thuộc. Cho nên nghe mấy thầy tụng kinh chú Lăng Nghiêm, tôi có cảm giác như mình đã quen từ bao giờ rồi. Cho nên chưa học nhưng mà nghe tụng vẫn tụng theo cách dễ dàng. Và trong tuần lễ đó thì có thể không cầm bản nữa mà tụng được. Đây là kinh nghiệm bản thân. Cho nên đời trước đã tụng chú Lăng Nghiêm rồi, đời trước đã tụng kinh Di Đà rồi, cho nên bây giờ đời này chỉ nghe là thuộc. Kiều thi ca ngộ là vậy. Cho nên ông đã học thập thiện rồi, và đã thực tập thập thiện rồi, và đã chứng thập thiện rồi, cho nên bây giờ chỉ cần nhắc lại một cái thì ông nhớ liền. Mà ông nhớ rõ từ danh tự cho đến nhớ rõ từ cái hành động và cử chỉ, và cũng ứng dụng ngay trong lúc đó. Ứng dụng ngay trong lúc đó. Và cái khi mà lọt vào trong bụng của bò cái thì ông vẫn nhớ được thập thiện. Đây là trên bước đường tu. Cái người mà có cái căn lành rồi nữa thì cái này nó bộc phát lên rất dễ. Còn chúng ta đấy, mà học kinh mà quên tới quên lui rồi nữa, giữ giới nữa, mà rồi lại phạm liên mịch liên tục. Thì ở trong cái giữ giới này, ở trong thập thiện này, quý vị nghĩ cái gì khó nhất? Tức là ba cái việc tham sân si này khó nhất. Tham sân si, dục ở trong lòng chúng ta khởi lên, ở ngoài hành động thì chúng ta kiềm chế dễ, nhưng mà kiềm cái tâm đó thì chuyện này rất khó. Tại cái tâm ta nhơ bẩn, cái tâm ta nhơ bẩn, còn cái tâm của ông Kiều Tỷ Ca đã sạch rồi, cái tâm ông này đã sạch rồi, cho nên khi mà nghe cái này nó liền sạch thôi, chứ khỏi phải tu. Nghe tới thập thiện thì liền đắc thập thiện. Còn ta nghe thập thiện mà thực hành thập thiện cho tới đắc được thập thiện này thôi. Thành ra kinh nghiệm tôi thấy tu hơn 60 năm rồi, nhưng mà có nhiều khi đó cái ngu đột xuất nổi dậy thôi. Có nhiều hồi mình ngu chứ, cái ngu, cái vô minh nó tự ở trong lòng mình, dục nó bộc phát lên. Đây là trên bước đường, nó tự bộc phát lên. Cho nên cái si mê của chúng ta, cái si mê của chúng ta, cái này là khó phá nhất. Ở trong 10 điều ác ấy, là cái khó nhất là cái si mê. Phá được si mê rồi nữa thì chúng ta sẽ không bao giờ đoạn. Đây là trên bước đường.
Cho nên thuận chiều đó thì tham sân và si. Thuận chiều, tại do lòng tham cho nên không vừa ý chúng ta nổi giận, mà do nổi giận cho nên mất khôn. Do nổi giận mất khôn, đây là thuận. Nhưng mà nghịch trở lại đó, là do cái si mê này, do cái mất khôn này nữa, mới khởi lên tham và giận. Chứ nếu mà chúng ta khôn, chúng ta biết á, giận không được cái gì hết, thì làm sao ta giận? Tham cũng không được, cho nên ta không tham. Cho nên trên cái bước đường tu đó, tôi kinh nghiệm rồi, tôi thấy tôi không tham là vì tôi nghĩ rằng tham cũng không được, cho nên không tham. Dù có tham cũng không được, cho nên không tham. Nếu mà tham được thì chúng ta còn tham chứ. Này có trí khôn rồi nên chúng ta biết tham cũng không được, cho nên thôi không tham. Mà ta có trí khôn người ta biết là giận càng nguy hiểm nữa. Giận càng nguy hiểm. Cho nên lúc bây giờ này, chúng ta tự kiềm chế trên bước đường tu. Cho nên ta tự kiềm chế không cho bộc phát lên cái giận, là vì ta nhờ cái trí khôn, nhờ trí khôn kìm không cho chúng ta giận. Tại vì ta giận nó, ta đánh nó, ta chửi nó thì ta sẽ thọ quả báo được. Đây là trên bước đường tu, cho nên đi ngược trở lại. Cho nên vô minh tan một phần, huệ sanh, mà có trí tuệ đó thì mới ngăn chặn được những cái này. Cho nên khi mà chúng ta tu thì vất vả như vậy. Cho nên chúng ta không đắc đạo được, chúng ta không sạch nghiệp được. Còn Kiều Thi Ca là cái người đã sạch nghiệp rồi, cho nên đã làm vua trời rồi. Thế bây giờ hết phước đọa xuống, hết phước đọa xuống thì cái trường hợp nhờ Đức Phật nhắc như vậy đó, thì ông sẽ nhớ và nhớ rất kỹ trong vấn đề thực hành, trong tu tập. Cho nên ông ngộ liền. Ông ngộ liền lập tức, cho đó mà ông xả cái thân đế thích của ông nữa. Ông liền sanh vào trong bụng bò cái. Từ trong bụng bò cái ông thoát trở ra, ông lên làm trời đế thích trở lại. Cho nên trong vòng một chớp mắt, trong vòng một chớp mắt mà thay đổi một kiếp người. Đây là trên bước đường của mình. Cho nên tất cả các vị Bồ Tát có trí tuệ đó, khi mà người ta trả quả đó, người ta trả quả trong một chớp mắt thôi. Cho nên cái này là quá thân Bồ Tát để mà thọ quả, trả hết chứ. Cho nên tất cả các vị Bồ Tát đó, khi mà sanh được trí tuệ rồi đó, thì về tất cả những cái quả cũ trả hết. Nhưng mà chỉ trả trong một niệm tâm, tức là trong một chớp mắt thôi, không phải mất một kiếp nha chúng ta. Cho nên trong một kiếp này đó, chúng ta mới trả được một cái quả, nhưng mà trả được cái quả trước mà tạo thêm những cái nhân mới nữa trong một kiếp người. Còn các vị Bồ Tát đó, thì tất cả những cái nhân quá khứ đó, người ta trả hết đi. Tất cả những cái nhân quá khứ trong kiếp này người ta trả hết đi. Và lúc bây giờ ta tạo luôn cả cái nhân tốt ở trong hiện tại. Cho nên những cái người này nữa, chúng ta thấy họ phát triển cái con người họ rất là nhanh. Nghiệp nó theo đó nó tiêu dần mất, và phước nó theo đó nó sanh ra. Tức là nghiệp hết mà phước sanh trên bước đường tu. Còn ngược trở lại chúng ta nữa, thì trả cái cũ thì ít, nhưng mà vay cái mới này thêm nhiều. Tại vì ở trong quá khứ chúng ta làm nhiều cái tội ác quá, cho nên sanh trên cuộc đời này đó, chúng ta gặp toàn là những chuyện không vừa lòng. Thưa quý vị nghiệm xem, ta gặp những cái chuyện không vừa lòng, ta sanh vô trong cái nhà ta cũng không vừa lòng, đi vào cái trường học ta cũng vừa lòng, lớn lên đi vào cái sở làm chúng ta cũng không vừa lòng, lập gia đình chúng ta cũng không vừa lòng. Thế nên tất cả mọi thứ chúng ta đều không vừa lòng hết. Cho nên trả cái quả trước thì không bao nhiêu, nhưng mà lại cái không vừa lòng chúng ta để gieo cái nhân mới này thì lớn hơn nhiều. Cho nên quý vị nghiệm lại, cho nên ta nhìn kỹ rồi ta thấy. Nhìn kỹ rồi chúng ta thấy tất cả mọi người ở trên nhân gian này, nếu mà thuận chiều thì trường hợp nghiệp giảm và phước sanh lần, họ an lạc giải thoát. Còn nghịch chiều đó thì cái trường hợp trả ít mà vay nhiều, cho nên lần lần
đi tới cuối đời đó thì cái trường hợp ta thấy khổ nhiều, khổ ta nhiều, người thương chúng ta mất dần nhưng mà người ghét chúng ta nhiều, để ta tạo ác nghiệp nhiều. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ta tu thì có tu, thấy có tu đó, nhưng mà thiệt ra đó thì ta tu chưa được bao nhiêu mà cái ác nghiệp chúng ta tạo quá nhiều đi, cho nên cuộc đời chúng ta đi xuống. À, tại sao đi xuống? Là cái tâm chúng ta buồn phiền. Cái tâm chúng ta buồn phiền, cái tâm chúng ta lo lắng, cái tâm chúng ta sợ hãi. Cái này đó là chứng tỏ rằng cái khi mà chúng ta chết là chúng ta đọa. Cho nên Đức Phật đó là chư thiên mà cái hoa trên đầu héo có nghĩa là đọa. Hoa trên đầu héo nó tức là trí tuệ mờ. Cái khi mà có trí tuệ mà mờ đi thì cái trường hợp này nó bao nhiêu tội lỗi sanh ra là đọa liền tức. Còn con người chúng ta mà khi tâm buồn là biết đọa rồi.